hàng là thành công của chúng tôi. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của công ty Univiet. Hiện tại mình đang đứng trong showroom của công ty Univiet. Qua thời gian qua, anh em mình set up các trung tâm lớn nhỏ trên thị trường từ Bắc vào Nam thì cũng nhận được rất nhiều câu hỏi, lượt comment và những lượt góp ý. Trong đó nhiều nhất thì anh em đang muốn tìm hiểu một bộ sản phẩm, một bộ thiết bị chăm sóc xe sử dụng điện một pha. Bởi vì các trung tâm anh em mình lắp đặt đa phần sẽ sử dụng điện 3 pha. Nhưng các anh em cũng rất quan tâm đến bộ sản phẩm một pha sử dụng điện dân dụng của gia đình. Và ngay trước mặt mình đây là một bộ combo thiết bị được Univiet bên mình phân phối, lắp đặt hoàn thiện cho các trung tâm. Gồm đầy đủ từ máy rửa xe, máy hút bụi, máy nén khí và một bình bọt. Đây là các thiết bị đáp ứng cho một trung tâm, một trạm rửa xe sử dụng điện một pha. Thì các máy móc này có những điều gì đặc biệt và thông số chi tiết như thế nào để đáp ứng được các dịch vụ của trung tâm, thì các bạn hãy cùng mình đi sâu và soi chi tiết từng sản phẩm, từng thiết bị một nhé. Đầu tiên là một thiết bị không thể thiếu cho một trung tâm và cũng là thiết bị quan trọng nhất cho một trung tâm là chiếc máy rửa xe. Và ngay trước mặt mình đây là chiếc máy rửa xe Marzoni có model là KC3005 sử dụng điện một pha 220V. Chiếc máy này thì cũng được bên mình phân phối ra thị trường rất là lâu năm rồi. Thương hiệu được nhập khẩu của nhà máy Marzoni tại Ý và được phân phối độc quyền tại Việt Nam. Chiếc máy sử dụng điện 220V nhưng công suất của máy chỉ có 2,2 kg. So với các phân khúc máy trên thị trường thì thường sử dụng 3 kg. Và khi mà anh em mình phân phối chiếc máy này cũng chú trọng đến, thứ nhất là về ngoại hình, máy nhỏ gọn và cực kỳ cổ điển, nhẹ nhàng. Khi mình sử dụng máy vận hành một cách dễ dàng, thuận tiện, cũng như là về chất lượng của máy được đảm bảo khi sản xuất. Chiếc máy này thì áp lực đầu ra tương đương 155 bar, 2002 PSI, cực kỳ mạnh mẽ, đáp ứng các dịch vụ rửa xe của các trạm rửa xe trung tâm lớn nhỏ như trường Việt Nam. Có một sản phẩm là chiếc máy rửa xe cao áp KC3005 nhập khẩu nguyên chiếc tại Italy của nhà máy Marzoni, được Univiet bên mình phân phối độc quyền. Chiếc máy này là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và hiệu suất. Về tổng quan, máy được thiết kế nhìn rất là nhỏ gọn và hiện đại, sử dụng motor cảm ứng từ mét cho áp lực đầu ra lên đến 2002 PSI, tương đương với cả 155 bar, nhưng chỉ tiêu tốn 2,2 kW điện trên 1 giờ. Và máy sử dụng piston bằng gốm, sử dụng công nghệ TST tự ngắt, giúp máy hoạt động bền bỉ trong suốt cả ngày dài và độ bền của máy và tuổi thọ cũng cực kỳ cao. Và chiếc máy này là một thiết bị không thể thiếu trong một trung tâm, một trạm rửa xe. Máy sử dụng một cách linh hoạt, dễ dàng và cũng là đối tác tin cậy của một trung tâm, giúp các bạn vận hành trung tâm của mình một cách an toàn nhất. Tiếp theo là một sản phẩm, một thiết bị không thể thiếu của một trung tâm, cũng chính là lá phổi của một trung tâm, cung cấp khí nén ở toàn bộ hệ thống của trung tâm. Đây là chiếc máy nén khí 120L thương hiệu Unica bên mình phân phối. Chiếc máy sử dụng motor 2,2 kg, sử dụng điện 220V và đầu nén 3HP cho ra công suất mạnh mẽ. Ngoài ra, bình tích của chiếc máy này lên đến 120L, đáp ứng các dịch vụ cần khí nén trong một trung tâm, từ xì khô, bơm lốp và các dịch vụ chăm sóc xe như vệ sinh nội thất, vệ sinh khoang máy. Và hai thiết bị ngay cạnh mình đây là hai cánh tay đắc lực không thể thiếu trong một trung tâm. Phía tay phải mình là chiếc bình bọt Palat 40L bên mình phân phối ra thị trường. Chiếc bình bọt này sẽ giúp các anh em pha bọt tơi đều mịn để mình lau trên bề mặt sơn. Ngoài ra, các dung dịch như bọt tuyết này, bọt không chạm, khi được pha vào bình bọt này thì bọt ra rất là tơi, đều mịn và tỷ lệ cũng rất là cao, giúp anh em tiết kiệm cái lượng dung dịch của mình khi mà mình làm dịch vụ. Chiếc bình bọt này thì cũng có bánh xe để di chuyển lại rất là thuận tiện. Ngoài ra, chiếc dây và kèm súng ở đây dài 7m để anh em mình có thể đi xung quanh xe. Phía sau thì có các van điều chỉnh về lượng hơi, lượng nước tương ứng với các loại bọt của các bạn, để mình làm sao pha bọt ra tơi đều và đẹp nhất có thể. Tiếp theo nữa thì ngay bên tay trái mình đây là chiếc máy hút bụi thương hiệu Camry
được bên mình phân phối rất lâu năm trên thị trường rồi. Bởi vì thương hiệu Camry chính hãng này thì cũng đã quá nổi tiếng trên thị trường Việt Nam rồi. Chiếc máy sử dụng một motor độc lập với công suất là 1.200W và bình tích ở đây, bình chứa thì sẽ rơi vào là 30 lít, giúp anh em mình hút bụi, hút nước và di chuyển thuận tiện, nhỏ gọn, dễ dàng hơn rất nhiều so với các loại máy to và máy công nghiệp công suất cao. Chiếc máy này cũng rất là phù hợp với một trung tâm chăm sóc xe, một trạm rửa xe nhỏ, nên các bạn có thể cân đối để lựa chọn những chiếc máy này sử dụng ở trung tâm của mình. Như vậy thì mình vừa giới thiệu xong bộ thiết bị cho trung tâm của bạn, sử dụng điện một pha, điện dân dụng, điện 220V. Và bộ combo thiết bị ở đây để sở hữu, bạn chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 50 triệu là có thể sử dụng một combo chất lượng và máy nhập khẩu tại Italy. Nếu các bạn đã có nhu cầu, hãy liên hệ ngay đến Univiet để có những trải nghiệm tốt nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại.